Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây ok, mình sẽ nhảy xuống và kiếm đồ cái đã. Hello mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Đây, kiếm súng thôi nào anh em. Shotgun M1014 này. Xem là chúng ta sẽ có gì nữa. Một cái giáp 2. Bên này thì sao nhỉ? Đã có được thêm một tủ cứu thương. Uầy, không thấy cái gì cả anh em ơi. XM8 này. Wow, lại có thêm đồ ngon để chơi này. Tay súng 2 luôn, quá đã. À, bên kia có người các bạn ơi. Qua luôn, nhưng mà mình sẽ loot thêm một xíu đồ này. Chưa qua vôi, loot thêm đồ cái đã. Đấy, phải loot thật là nhiều đồ nha em ạ. Mình sẽ qua bên này coi. Có một cái băng đạn này, pha mát này. Kéo luôn ống ngắm nhật xuống dưới. Tuyệt vời nha em ạ. Người đâu vậy? Đây à? Ui đây à? Đây à? Vỡ đầu cho em. Thanh niên vỡ đầu cho em ơi. Ok, vào đây thì cả lại có thêm cả súng tự liên, đó là MP40, quá là ổn. Ngon chưa mọi người? Quá đã, quá đa mục đích này. Một combo súng tuyệt vời các bạn ạ. Kiếm thêm người cái đã nào. Hay, ở đây cả chưa thấy ai cả. What the hell, người đâu cả rồi nha em ơi. Chưa thấy một ai luôn này. Vào trong này coi. Ok, có thêm đồ nhá. Mình sẽ lên thử tầng 2 coi. Không có ai vắng mà các bạn. Đổi qua cái chảo này. Cái chảo chăm mông tốt hơn. Đấy, chống đạn tốt hơn. Nên là kẹo sẽ dùng chảo nhá. Uầy, nhà này tủ cứu thương rất là nhiều nhưng mà lại không có ai. Chắc là chúng nó chạy hết cả rồi đây. Thế thì chúng ta sẽ lên trên một xíu này. Quân đoàn của kẹo hiện tại sẽ không add thêm thành viên nha các bạn. Đâu người đâu? Bên này à? Quê mơi, ok, đã xong. Yes, tuyệt vời anh em ạ. Một cái đứa rơm rơm này, tính gì anh em? Đây, lên tạm xe và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào anh em. Mình chạy lên phía trên nhá. À, ăn cái nâng giáp cái đã để lên được giáp chống nổ. Đấy, ăn cái nâng giáp cái đã. Ui, đây. Kiếm thêm đồ nè các bạn ơi. Ui, để coi là chúng ta sẽ có những cái đồ gì nhá. Đấu trường sinh tồn mùa 2 bao giờ khởi tranh vậy anh? Ui em ơi, chắc là sang năm sau em ạ. Đây rồi. Người đâu nhỉ? À đây à? Ui, đây à? Một phát tông vào xong luôn. Thanh niên. Úi dồi ôi, thanh niên vừa cứu được mạng này đã phải lên bảng điểm số rồi nha các bạn. Có cả áo da đấy cả. Gắt thế. Gài mình luôn các bạn ạ. Người đâu? Ui, lùi xuống luôn, đi lùi luôn anh em ạ, đi lùi luôn nhá. Xe đi lùi luôn nha. Ây, đây. Ui, xe mắc kẹt rồi anh em ơi, xe mắc kẹt rồi anh em ơi. Ok, và lên bảng điểm số luôn. Thế là xong đời một thanh niên. Mình vừa lượm được thêm một quả lựu này. À, sẽ vứt bớt đạn xuống trường đi. Lượm thêm một túi máu này. Ok.
Tốc 1 nha anh. Ok, anh Kẹo sẽ cố tốc 1 em nhá. Cố chơi lấy tốc 1 luôn và không phải ngại gì cả nha các bạn. Hey, mấy chỗ này là Kẹo chưa thấy ai này. Có lẽ là bây giờ thì Kẹo sẽ lên trên phía thung lũng này. À đâu, bên trên này người ta gọi là cánh đồng các bạn ơi. Sorry nha, là Kẹo lại hơi nhầm một xíu nhá. Đấy, lên trên này, lên cái đầu này để kiếm thêm mạng này. Chắc chắn là sẽ có thêm rất là nhiều mạng nha. Tại vì khu này bình thường là mình thấy cũng đông người mà. Người đâu, người đâu? Uầy, một cái nâng giáp trước mặt và Kẹo sẽ lên ăn luôn. Hello mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Đây ok. Ăn nâng giáp cái đã. Ngon, có luôn giáp chống nổ, giáp 4.5 ạ. Quá đã, quá đã. Người đâu rồi nha em ơi? Quan trọng là mình ra đây để kiếm người cơ. Mà người thì lại chưa thấy đâu các bạn ạ. Hay quá anh ơi. Ok, thank you em. Chúc em xem live vui vẻ nha. Bạn nào mới chưa follow thì nhớ là follow để ủng hộ cho Sĩ Kẹo nhá. Và các bạn đừng quên chia sẻ livestream này lên Facebook ạ. Thank you mọi người. Chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Ui, ngoài này không thể có một ai cả, trong cái đó số lượng người chơi còn lại trong cái vào này đó là 19 người chơi nữa. Ui, đang còn rất là đông các bạn ạ, từ từ mà đi săn mạ thôi, không có gì phải vội cả. Ngoài này hầu như là Kẹo vẫn chưa thấy ai này. À, có một đứa ở ngay phía trên này, ngay chỗ thính thì phải. Advocate có một đứa nha các bạn ơi. Nó ngay đấy thôi. Nó chưa chạy đâu xa đâu. Chỗ này thì Kẹo lạ gì. À đây. Úi dồi, đây rồi. Thanh niên. Đây rồi các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi. Ui. Đây rồi các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi. Ok. Vẫn lên bảng điểm số luôn nha. Em ơi. Tính chơi nhây với anh à? Thế thì lên bảng điểm số nhá. Quầy nhem, quầy nhem. Gắt vậy các bạn ơi. Ui. Phá tường băng của anh à? Phá tường băng hải mơi. Qua đây. Phá tường băng hải mơi. Gắt tại nhà từ từ. Mình sẽ cuốn thêm máu cái đã. Sau đó chạy qua chơi nó luôn. Ui, đây rồi. Thanh niên làm gì mà căng. Đây nha em nhá. Nào. Ở kia sắp bị sơ mặt rồi nha em ạ. Sơ mặt chưa em ơi. Ui, sơ mặt chưa em ơi. Tính chơi với anh à? Ok. Thằng phía trên đâu? Vỡ đầu. Tuyệt vời anh em ạ, quay lại lút xác cái đã. Khá là nhiều trang bị ngon mọi người ạ. Ok, mình sẽ lượm thêm ít máu này. 5 túi máu tầm này là ổn. Chạy lên trên luôn nào. Anh live đến mấy giờ? Hôm nay thì Kẹo live đến 1 giờ sáng nha các bạn ơi. Các bạn là live muộn mà. Live muộn mà anh em ơi, nên là Kẹo sẽ live đến 1 giờ sáng nhá. Mấy thanh niên công nhận là lên bảng điểm số liên tục luôn các bạn ơi. Ui. Từ từ. Lút thêm bom keo này, tuyệt vời. Bom keo hiện tại của Kẹo hơi bị ít này. Thôi kệ anh em ơi. Lút thế là đủ rồi các bạn ạ. Mình sẽ vứt thêm đạn tử liên đi. Quan trọng là lấy bom keo mà anh em. Ui. Bom keo lấy được thêm ít vậy. Ok đây. Đây rồi nha mọi người. Ơ. Vẫn chưa full cả. Ngon. Lợi mình cái đã. Gài mình luôn nhỉ. À?
gài mình luôn anh em ạ. Phía dưới này coi. Phía dưới này kẹo chưa thấy ai cả, đang rất là vắng các bạn ơi. Trong khi đó thì vỏ an toàn được thu lại và còn lại 10 người chơi nữa. Để coi. Tôi sẽ đợi đây anh em ạ. Đợi đây. Chờ mấy đứa cho nó chạy từ ngoài bao vào ấy. Đợi luôn ở ngoài này nha các bạn. Ui. Bắn nhau căng thế. Còn lại có 9 nữa thôi. Mình sẽ đợi ngoài này thêm một xíu nha các bạn. Ơ cũng ngay vào này. Ngồi tạm ngay vàng đợi địch. Đấy. Ngại gì mà không ngồi các bạn. Mời em nhớ. Hi hi. Dỡ nhớ rồi. Hết trận em mời nhá. Đây đang live đợi xong trận đã. À kia kia. Đây rồi nha mời, đây rồi nha mời. Đây rồi nha mời. Ui. Đây rồi nha mời. Ui. Đây rồi nha mời. Vỡ đầu cho em. Biết ngay mà. Biết ngay là có đứa chạy vào mà anh em. Nào để coi. Ui. 6 thằng nữa à. Thôi kệ anh em ơi, chúng ta hãy cứ chạy vào bo cái đã. Canh thế là đủ rồi các bạn ạ. Chạy vào bo nào. Mình đang có là 9 tờ băng mà thoải mái đi. Thoải mái dựng bom keo đi các bạn. Người đâu người đâu. Mình sẽ chạy vào trong bo trước cái đã. Đây nghe này. Anh thấy comment của em rồi. Thấy comment của gấu các bạn ạ. Tí nữa hết trận rủ gấu vào chơi game. Hôm nay thì kẹo live đến 1 giờ nha các bạn. Vì là live bù cho hôm qua ấy, nên là hôm nay kẹo sẽ là đến 1 giờ. Lười làm quá nhiều rồi nên là hôm nay chăm làm một xíu đi các bạn ơi. Ui. Người đâu cả rồi. Bo thu vào góc đấy à. Ui. Nằm ngay cái chỗ khu trực tuyết mọi người ạ. À? À đây, à đây. Úi dồi ôi, à đây. À đây, à đây. Ui. À đây. Ok. 10 kill. Anh em thấy gắt chưa ạ? Ui, còn lại có 4 đứa này. Cố gắng kiếm top 1 luôn nha anh em. Đây. Ui, mình sẽ chạy qua đây coi. Em ơi, bạn thân gì hả em? Người yêu ra người yêu. Đấy, chứ bạn thân gì. Nói năng linh ta linh tinh. Ui, chết dở. Chết dở rồi nha em ơi đây. Nó có giảm thanh các bạn ạ. Vào đây em. Vào đây. Anh cho chú sắp mặt bây giờ. Có giờ vào đây mày. Ui đẩy vào cơ. Đẩy vào cơ. Ui. Đẩy vào cơ. Vỡ đầu cho em. Mày đẩy vào với anh à. Thanh niên. Dám chơi lào với sĩ kẹo hả em. Anh có người yêu rồi em ơi. Người yêu anh đang xem live này. Chứ còn sao nữa em. Đúng rồi em ạ. Đấy, người yêu nó phải rõ ràng. Ra là người yêu. Ai người yêu với nhau lại bảo bạn thân là không được. Em nghe các bạn nói chưa? Ơ. Trên này ngồi canh không tốt lắm các bạn ơi. Mình sẽ chạy qua đây coi. Thằng cuối mọi người. Thằng cuối nữa là xong này. Còn lại một thằng cuối nữa nha em ơi. Kill nó là xong rồi nha em ơi. Sắp top 1 rồi nha em ơi. Cơ hội chiến thắng của kèo đã lên đến nó là 50%. Nào cố lên cố lên. Thằng cuối đâu rồi? 50% cơ hội chiến thắng này anh em. Cố gắng kiếm thằng cuối cái đã nào. Ui. Nó đâu rồi đấy anh em ạ? Đang có 17 người xem mình chơi. 17 người xem. Ui. Và chắc hẳn là 17 bạn này đang chờ đợi là kẹo top 1 nhá. Đâu rồi các bạn ơi? Thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu? Tìm kiếm có lẽ là hơi bị mệt mỏi. Nhưng mà vẫn chưa thấy thằng cuối anh em ạ. Ui. Phía này coi. Chưa thấy các bạn ạ. Kém thằng cuối phát này hơi mệt. Trong nhà ba gian á. Nhà ba gian nào em ơi. Đây bo thu ra tận ngoài này cơ mà. Mấy nhà này chỉ là mấy cái nhà nho nhỏ thôi anh em ạ. Đâu phải nhà ba gian đâu.
Uầy, người đâu? À đây đây. Đây rồi anh em ạ, đây rồi anh em ạ. Đây rồi anh em ạ. Ui, dựng tờ băng cơ. Ui dồi ôi, dựng tờ băng cơ à em. Ăn mưa liệu nhé em ơi. Ăn mưa liệu nhé em ơi. Ăn mưa liệu nhé em. Ok, và cần nhân gấp luôn ạ. Tôi một rồi anh em ơi. Ăn mừng nào. Uầy, nhìn ghế, nhìn ghế. Nhìn ghế ăn mừng nào anh em ơi. Tôi một rồi nhé. Uầy, tuyệt vời anh em ạ. Thế là xong, như vậy là trong trận này thì kẹo đã được top 1 rồi nha các bạn. Top 1 với 12 IQ đấu rank đảo thiên đường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.